Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1. Cách đeo khẩu trang. Bước 1. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo khẩu trang. Bước 2. Xác định phần trên, dưới của khẩu trang. Bước 3. Xác định mặt trong, ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài. Bước 4. Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, miệng, đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang. Lưu ý, không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào, phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. 2. Thải bỏ khẩu trang. Bước 1. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm phần dây đeo sau tai, không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang. Bước 2. Bỏ khẩu trang vào túi kín nếu có, hoặc bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng một lần. Bước 3. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Lưu ý, thay hoặc thải bỏ khẩu trang sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn, tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng một lần. 3. Tái sử dụng khẩu trang 870, khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn. Giặt bằng tay, giặt riêng, phơi tự nhiên, sấy hoặc là khô. Số lần tái sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất được in trên bao bì hoặc nhãn mác của sản phẩm. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.